Thế cho con hỏi, con tình cờ lên Facebook thấy có đăng một vị sư đi một bước lạy một bước từ Nam ra Bắc cũng khoảng mấy triệu lạy để sám hối tội lỗi. Cầu nguyện hòa bình, chỉ đạt quả Phật, hóa độ chúng sinh. Hay vụ thầy Thích Quảng Đức tự thiêu thân nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Sư cho con hỏi hai vụ trên có đúng theo lời Phật dạy hay không? Rồi, thì xin thưa với quý vị đó, đầu tiên á, là cái chuyện mà đi một bước lại một bước thì cũng như sư nói khi nãy là sư không thấy trong Tam Tạng Kinh Điển, Tạng Kinh, Tạng Luật, Tạng A Tỳ Đàm có nói đến cái một cái phương pháp hành trì là đi một bước lại một bước. Đấy. Đức Thế Tôn là bậc Lô Ca Vi Đu, có nghĩa là thế gian giải tất cả các phương pháp hành trì Đức Phật đều biết hết. Nhưng mà tại sao Đức Phật biết mà Đức Ngài không có dạy, Ngài không có bảo hàng đệ tử của Ngài làm? Là Ngài có lý do. Bởi vì những phương pháp đó không đưa lại cái sự giải thoát. Và quý vị nên nhớ là khi Đề Quá Đắc Tá, có nghĩa là Đề Bà Đạt Đa đó, chia rẽ tăng đoàn, ông có đề nghị là những cái phương pháp khổ hạnh áp dụng trong tăng đoàn. Bởi vì Đề Bà Đạt Đa khi đó nói là chúng sanh có khuynh hướng ưa thích khổ hạnh, có nghĩa là họ ưa thích đày đọa thân mình bằng cách này hay cách khác, có thể họ không làm được nhưng họ ưa thích như thế. Cho nên có rất nhiều cách khổ hạnh, có những người họ nhịn ăn, có những người họ thực hành phương pháp của người câm, có nghĩa là không có nói năng tiếng nào hết, chỉ ú ớ ra dấu thôi. Và bây giờ thì có một cái phương pháp là đi một bước lại một bước. Thì sư chỉ xin chia sẻ là thứ nhất nó khó làm chứ không phải nó dễ làm, nó khó làm nhưng mà Phật không có dạy. Và cái phương pháp sám hối đó cũng như là những cái người mà Bà La Môn khi xưa vào thời Đức Phật, vào cái mùa đông lạnh giá đó, họ nhảy xuống sông, họ tắm với cái mong ước là họ do đó họ sẽ sám hối tội lỗi, họ sẽ rửa sạch tội lỗi. Nhưng mà Đức Phật nói là những cái phương pháp khổ hạnh đó không đem lại sự rửa sạch tội lỗi đâu, mà chỉ có sự thực hành giáo pháp thì do đó mới đưa đến sự sám hối được cái tội lỗi đó. Còn cái chuyện mà cầu nguyện hòa bình á, thì cái ý muốn là tốt, cái ý muốn là tốt, muốn cho chúng sanh hòa bình là cái đó là ý tốt. Nhưng mà cái sự hòa bình của chúng sanh nó không có được nhờ cái sự cầu nguyện, mà nó có được nhờ cái nỗ lực tu tập của chúng sanh. Mà đương nhiên thì cái lòng mà muốn cho chúng sanh được hòa bình thì đó là một cái lòng tốt. Còn nếu mà để hiệu quả thì Đức Phật nói trong Tăng Chi Bộ Kinh là những cái chúng sanh muốn được hạnh phúc thì cái hạnh phúc đó không thể đến được bằng sự cầu nguyện, sự van xin, bằng sự cho phép hoặc sự ban ơn, mà cái sự hạnh phúc đó phải đến được bằng cái sự thực hành chánh pháp theo đúng bát chánh đạo thì khi đó mới được hạnh phúc đó. Còn vụ thầy Thích Quảng Đức tự thiêu á, thì xin thưa là cái chuyện mà tự tử á, cái chuyện tự tử thì trong Phật giáo có rất là nhiều, trong kinh tạng có rất là nhiều, thì mỗi một vị thì có những cái cách tự tử riêng, nguyên nhân thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà Đức Phật thì không bao giờ khuyến khích hàng đệ tử của Ngài tự tử, Đức Phật không có khuyến khích. Và Đức Phật nhưng mà có những đoạn như thế này, có nghĩa là Đức Phật nói thà các ông hy sinh tính mạng, thà các ông chết vì cái chuyện giữ giới còn hơn là các ông sống mà các ông phạm giới. Thì những cái đó thì Đức Phật có nói. Còn riêng cái phụ vụ việc của thầy Thích Quảng Đức tự thiêu á, thì xin thưa là nó liên quan đến cái vấn đề chính trị. Và một vị tỳ kheo theo đúng lời dạy của Đức Thế Tôn thì không có nên bàn đến những cái chuyện chính trị, bởi vì đó là cái chuyện vô ích.
Đấy. Tại vì khi mà bàn chính trị á, thì nó lại dẫn đến cái chuyện là ủng hộ bên này hoặc là không ủng hộ bên kia. Dù cho chúng ta đi theo hướng nào thì nó cũng đều đem lại cái sự tai hại và nó không đem lại sự giải thoát. Cho nên những cái việc mà liên quan tới chính trị thì sư miễn, sư không có bàn tới. Còn nếu mà quý vị nói là cái chuyện mà tự tử trong đạo Phật á, thì sư nói rồi, Đức Phật không ủng hộ cái chuyện tự tử. Ha. Nhưng mà Đức Phật có những lúc Đức Phật nói là các ông ấy có thể là vì giới hạnh thà các ông chết còn hơn các thà chết mà giữ giới còn hơn sống mà phạm giới. Thì cái đó Đức Phật có nói. Ha. Rồi tiếp. Sư con hỏi.